Đợi hơi mệt đó nhỉ. Đó, xem nào. Em đi review hơi mệt cho anh em xem nhá. Đứng góc nào đây. Đây. Hơi mệt đây. Hơi mệt là cũng là một con Nga mì kiếm bây giờ đang top 4 server anh em ạ. À, cấp 109. Trên rất nhanh, trước là thua cấp em mà bây giờ hơn cấp em anh em ạ. Hơn cấp em. À, vũ khí này. 20 23 72. Đấy, nên là mới thử cho em cái kiếm 30 22. Trước là hơi mệt dùng cái kiếm 30 22 này đấy, xong bây giờ có kiếm 20 23 72 thì đưa lại cho em cái kiếm 30 22. Nói chung cái kiếm này thì ngon hơn một xíu. Cái kiếm 20 23 72 này. À không. Hơn cũng khờ khớ đấy, hơn 72% này. Hơn 72% cái sát thương phần vật lý phần trăm này. Nhiều đấy, nhiều lực tay đấy anh em ạ. Mũ phòng thủ lý 21. Áo 40 30 vẫn gáo ngày trước em đánh ra thôi. Dây thổ 17 11. Bao tay phòng thủ vật lý 21, cái này em mở ra này. Sinh lực 94, nội lực 28. Nhẫn choáng 40 hiện 1. Đánh kiểu này chắc để đánh liên đấu và chống choáng. Chống choáng này sẽ ăn được mấy con võ đang kiểu là đỡ, đỡ bị khựng lại á. Chậm 40 hiện 1, chậm 40 hiện 1 thế là ngọc bội à. Ủa sao dụng 40 hiện 1 ngọc bội. Ngọc bội kháng lôi 28. Sinh lực 31 đai. Chậm 40 sinh lực 176, nội lực 43. Ôi đai ngon đấy. Đai ngon nè. Rồi cái nhẫn này nhìn khó chịu nhỉ. 40 17. Giày. Giày 34, giày 34 27 anh em ạ. Đấy nếu mà để mà tương quan cái set đồ với em OLED, nếu mà em OLED sang nam thì em OLED mặc được, ví dụ cái áo nhá. Áo xem nhau này, đúng không? Giày này, 34 27 thì em lại 38 phải. Giày em nếu tính chất thì giày em ngon hơn. Đai lưng 40 thì đai của em sinh lực nội lực thấp hơn. Đấy. Ngọc bội kháng lôi 28 31 thì ngọc lội em 30 133 ngon hơn. Nhẫn em 40 hiện 1. Nhẫn em cũng ngon hơn. Nhẫn trên thì em dùng kháng lôi hay như dùng choáng. Em chỉ thua cái bao tay phòng thủ vật lý thôi, nếu mà để đánh liên đấu thôi. Ặc của em với ặc hơi mệt bây giờ, nếu mà tính chất về ặc thì không khác gì nhau. Đấy. Gọi là cái vũ khí của anh ấy ngon hơn em một xíu. Ngon hơn em một xíu về lực tay. Còn nếu mà về tính chất thì ặc này hơn ở cái võ lâm mật tịch tẩy thủy kinh thôi. Em thì chưa mắc ặc này, chắc mắc rồi. Ặc này có khi bơi sang cả tận quyển 2 rồi anh em ạ. Em nghĩ chắc có khi bơi, nhưng mà chắc chắn là mắc võ lâm mật tịch quyển 1. Và phòng đấy nghĩa là phòng thủ vật lý hơn ở cái là đánh liên đấu anh em ạ. Còn nếu mà đánh tống kim thì xem nhau thôi anh em. Review xem nhau về lượng đồ thôi. 21 này, 21 này, 4 42, 42 17 là bao nhiêu nhỉ? 42 với 17 là 69 phòng thủ vật lý. 69 phòng thủ vật lý anh em ạ. Với thêm kháng nữa con này 75 đấy. À, em 48, 48 mà nếu mà có cái bao tay 21 nữa. Dụ có cái bao tay 21 đây đi. Là em sẽ lên được khoảng tầm 69 nhỉ, 69 phòng thủ vật lý. Ngon. Hấp dẫn đấy. À nãy cái gì? 29 à? Ô 59 à? Ô em tính nhầm. Chết. Sorry anh em nhé, sorry anh em, tính nhầm, trời ơi, thần đồng án học tí. Lú thật đấy, sorry, thông cảm tí nào. Lâu lắm không học toán anh em ạ. Ngáo như cáo luôn. Ấy nha. Đây là review ạc hơ mẹt. À, đây là một trong những ạc, một trong những gia ạc trong dàn ạc của anh húp lọt với E300. Đấy. Ok anh em nhá. Đúng thật đấy.